Chào mừng quý anh chị đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì như anh chị đã biết, trước mặt em đây là chiếc xe Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn màu đỏ tươi. Thì trong video này thì em xin phép cập nhật đến anh chị chính sách giá của Creta. Những cái chiếc xe Creta nhập khẩu còn sót lại, sắp tới Creta bên em sẽ về bản lắp ráp. Thì đây là bản tiêu chuẩn, bên em còn hai màu sẵn giao thôi, đó là màu đen và màu đỏ. Với giá niêm yết của xe là 640 triệu thì hiện tại chính sách của đại lý đang giảm cho anh chị là khoảng gần 40 triệu đồng trên một xe và tặng cho quý anh chị khoảng 10 triệu phụ kiện. Thì với mức giá bán khoảng hơn 600 một chút, đó là khoảng 601, 602 triệu và phụ kiện tặng kèm cho anh chị đó là phim kích nhiệt. Phim kích nhiệt thì dán tất cả các kính. Đó là phim New Sun của bên Mỹ, bên em bảo hành cho anh chị 10 năm, trải sàn da, bọc vô lăng da. Giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang, cả thuế cũng như là chi phí đăng ký, đăng kiểm, ra biển thì đâu đó khoảng 670 triệu đồng. 670 triệu đồng là một cái mức giá rất là hợp lý cho một chiếc xe gầm cao trong phân khúc xe hạng B. Nó đầy đủ những cái tính năng như là cảm biến áp suất lốp, đèn lủ từ xa, rồi ghế da, màn hình, đây, tay nắm cửa thì là mạ chrome ạ. Rồi thì có nút bấm mở khóa cửa thông minh, đèn nổ start stop, rồi thì là phanh tay điện tử, màn hình giải trí trung tâm với kích thước đó là 10,25 inch, hệ thống đèn đó là đèn tự động. Đó, rất là nhiều công nghệ trên một chiếc xe hạng B. Đây là bản tiêu chuẩn thôi ạ, mà cũng đã là em đã kể ra những cái công nghệ vượt trội hoàn toàn trong phân khúc. Xe được trang bị với động cơ đó là 1.5 lít hút khí tự nhiên dẫn động cầu trước với hộp số IVT. Hiện tại thì bên em vẫn hỗ trợ khách hàng chính sách trả góp, đó là tối đa là 80% giá trị xe và thời gian vay tối đa là 8 năm. Với mức lãi suất thì có thể dao động, có thể có rất nhiều ngân hàng cho anh chị lựa chọn như là Shinhan Bank, Guribank, rồi VIB, Tiên Phong Bank và Vietcombank. Thì trong tháng này thì bên em vẫn có cái chương trình tặng cam hành trình hai mắt xuất xứ từ Hàn Quốc, trị giá khoảng 10 triệu cho khách hàng mua xe trả thẳng và hỗ trợ lãi suất trả góp tốt cho quý khách hàng khi mua trả góp từ hai ngân hàng, đó là VIB và ngân hàng Vietcombank. Nội thất của xe thì với tông màu chủ đạo là màu đen kết hợp là trần màu xám thì cho chiếc xe có cái độ sang trọng này, kèm sự rộng rãi, nhìn rất là thoáng, và ghế và nội thất màu này thì rất là sạch sẽ. Cả ba phiên bản bên em đều được trang bị nó phanh tay điện tử, rồi đều có đèn hổ start stop. Phiên bản đặc biệt là phiên bản cao cấp thì được trang bị những cái tính năng an toàn của Hyundai Smart Sense, đó là cảnh báo lệch làn này, hỗ trợ giữ làn đường, rồi phòng tránh va chạm người đi bộ và phương tiện cắt ngang phía trước, rồi có thông gió sưởi mát cho hai hàng ghế phía trước, rồi cảnh báo phương tiện cắt ngang và hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau. Đó, hệ thống đèn của bản đặc biệt và bản cao cấp là đèn full LED, còn bản tiêu chuẩn này bên em thì là đèn halogen có bóng chiếu projector. Hàng ghế sau cũng rất là rộng rãi, được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau anh chị nhé, và có cổng sạc USB. Ghế thì có độ ngả lưng phù hợp giúp anh chị đi những cung đường dài không bị mệt mỏi này, rồi có móc khóa Isofix giúp cho gia đình có cháu nhỏ thì sẽ được mắc vào đây rất là an toàn. Hàng ghế sau bên em đó là gập phẳng 60-40 tạo cho anh chị một chiếc khoang đằng sau. Cái chiếc cốp này rất là rộng rồi, và gập như này nữa thì lại có một khoang để đồ, hoặc là một có một cái khoang thể tích rộng đấy, chị có thể sử dụng được rất là đa dạng công việc cũng như là giải trí. Thì bên em cũng chỉ còn một vài cái mẫu xe, đó là màu đen và màu đỏ cho bản tiêu chuẩn. Bản đặc biệt thì đâu đó cũng còn một hai màu thôi. Thì anh chị quan tâm xin vòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em
Hùng Xe Hơi. Xin cảm ơn quý anh chị đã xem video. Anh chị sẽ cho em một like, đăng ký kênh và góp ý dưới phần bình luận để em có thể hoàn thiện video tốt hơn. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn anh chị.